Chào mọi người, đây là AB lấy đường. Đó. Đây lấy gương lắp cho các thầy. Lắp rồi kìa. Không có gương, tạm ở đó thôi. Nó bây giờ nhám, như gọi là màu đen nhám này bây giờ hiện tại hết luôn nha mọi người. Chắc vài bữa nữa mới có về lại ha. Này về thành phố. Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel shop xe máy nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về cho anh chị và các bạn ha. Chủ yếu là tay ga nha. Bật cho báo điện em anh ơi. Có AB nữa nè, AB mấy con AB này. Bật bóng đèn ông đi ơi. Nha. Rồi AB mẫu 2014 à. 2015, 2014. Cái đời cuối luôn này. Đó mới đời cuối này. Còn đầu máy 75 luôn đó. Ít khi gặp nha mọi người. Ngoài ra thì Vision này. Đó, Vision cũng có về nè mọi người, Vision màu xanh á. Rất là nhiều các dòng xe tại đây, SH1 nữa. Thì bây giờ mình sẽ quay những con mới về cho anh chị và các bạn ha. Các bạn nào mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0926 234 345. Đổi số anh. Đúng rồi, số của anh. Mới vừa nay về là về 3B, 2 Vision. Đó, AB vừa khách vừa lấy đó. Khách vừa lõi vừa mua chở đi rồi mọi người. Rồi thì đây bây giờ mình sẽ giới thiệu ở đâu có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe, trả trước tầm 2-3 triệu là nhận xe thôi. Tầm triệu 2 triệu mình thôi, có 2-3 triệu thôi, có mấy rồi. Ship toàn quốc đúng không anh? Ship toàn quốc luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu mấy con mới về trước đi cho anh chị và các bạn ha. Rồi trước mặt quý anh chị và các bạn là một con AB màu trắng. Trắng. Đấy, khách mua này mọi người. Còn đó ha. Rồi. Đây màu trắng 2017, biển số thành phố Biên Hòa. Đó. Con chưa về chưa rửa luôn. Con mình bán. Con này nó sơn cái phuộc màu trắng luôn. Đâu? Nó lắp cái ổ ngoài ấy. Lắp ngoài hả? Lắp ngoài ấy, lắp ra rồi. Lắp bảo vệ ấy. Biển số 60. Biển số 60. Con này mình bán cho 26 triệu 600. 26.600 trả góp thì trả trước nhiêu anh? Trả trước 2-3 triệu cho góp hết. 2-3 triệu góp hết à? Cần chứng minh thậm chí không? Cái này một góp gần 1 triệu mình cũng cho góp luôn. 1 triệu cho góp luôn. Ờ. Còn nếu mà ship xe thì trả bao nhiêu là ship anh? Ship xe tùy tỉnh nhá. Chỗ nào gần thì mình đặt cọc nó tầm khoảng 2 triệu lần ship xe. Ví dụ tỉnh xa, ví dụ ngoài Bắc á, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội á, chuyển mình tầm 4-5 triệu là mình ship xe về ngoài thanh toán. Đúng rồi. Tùy theo vùng nha mọi người. Rồi. Tiếp tục là con Vision 2016 này. 2016 này. Đó. Vision màu xanh nhớt à. Ừ, xanh nhớt. Đang đẹp quá. Đó. Con này mình bán là 18 triệu này. 18 triệu hả? Ờ. Ok. Rồi. Rồi, tiếp tục cũng là màu xanh. Cũng như xanh nhớt mà đậm hơn tí nha mọi người. Xe khóa thông minh nha, 29 cuối 29 luôn nhá. Chạy đúng ô đô 13.000 luôn. Cốt trước cốt sau chưa mở luôn. Đó. À, biển số 95 nha. 95 Hậu Giang, cốt trước cốt sau chưa mở luôn. Con này đẹp quá. Con này nãy anh nói được nhiêu? Xe cuối 29 luôn. Cuối 29 thôi. Đó. Cuối 29, xe 13.000 cây. Giá con này bao nhiêu anh? Con này mình bán cho 27 triệu 600. 27 triệu 600. Đúng rồi. Đó. Đây là mình cuối 29 nha mọi người. Cuối 29. 27 triệu 600. Con này mình trả trước cũng trả góp. À cái này mình góp từ 2 triệu đến 3 triệu cho góp hết. À 2 triệu đến 3 triệu góp luôn. Ờ, cho góp luôn. Rồi. Tiếp tục là về AB nhập xe đi. AB con này đỡ nhiêu đây? Con này đẹp này, màu đặc biệt màu vàng đồng này. Màu vàng đồng 3D. Ít khi gặp lắm mọi người. Đây là nẹp xi 2021 luôn này. Đó. Con mình bao chạy luôn. 119.000 rồi. Đi xuống sau 4. 119.000 này. Đó. Chạy kỷ lục luôn đó.
mà xe engine em bao engine em luôn, một đời chủ. À, một đời chủ một luôn. Một đời chủ, xe này xe ông già chạy nhá. À, ông già. Đó, xe ông già chạy nó hiểu đó. Đây, bây giờ quay này, ngày mai thằng ấy nó ra cái trường phổ thông cơ sở như có đó. Gì tối con hỏi ông nhá, con quay video tí. Đó. Rồi. Con này giá sao anh? Cuối 2014. Con này hả? Mình bán cho 22 triệu. Căng quá nó dành non hơi đâu. 22. Đó, 22 triệu nha mọi người. 22 triệu nhá. Con này đẹp quá. Biển số là nói chung con này rất đẹp. Rồi, tiếp tục là một con AV 25 ạ. 25 cuối 25 cuối, luôn. Cuối đời nha mọi người. Bán này 75 lúc luôn. Đó các bạn mắc tiền nhất luôn. Đó. Phiên bản mắc tiền nhất đó. Biển số là 86 nha mọi người. Chủ phố luôn, thành phố Văn Thiết luôn. Đó, anh em nào mà thích những cái đầu này á thì bỏ mua mới đi, thay luôn đi này. Rất là êm luôn, mới thay mới thay cặp vỏ luôn. Con này giá nhiêu anh? Con này mình bán cho 23 triệu 600. 23 triệu 600. Đúng rồi. Xe mà bao gì? Nhám luôn luôn cao hơn mọi người. Này mình trả trước nhiêu anh? Con này hả? Mày từ 1 triệu đến 2 triệu cho góp hết. À, 1 triệu 2 triệu cho góp hả? Ờ. Rồi ok, đánh qua luôn con này luôn. Để trong này là mấy con trong này đi. Có bữa nay cũng bán được mấy con trong trống tí rồi. Mai về mấy con nữa. Đây là con AB 23. Biển số 71, thành phố Bến Tre. Mình bán hai con này là 20 triệu 600. À, 20 triệu 600. Đó. Rồi, con trong kia luôn đi anh, cùng một con này cũng vậy. 20 triệu 600 luôn. 20 triệu 600 luôn. 23 luôn, biển số 73. 1 2 triệu là nhận xe. 1 2 triệu nhận xe. Rồi ok. Đó. Rồi mình chuyển qua sảnh AB. AB mình gọi AB hết luôn đi. AB luôn đi. Đó. AB mẫu mẫu mới hơn này. Đó, đây là mẫu 27 này. Nói chung đèn led 26 rồi lên là có đèn led rồi. Này con 27. 17. Mới về luôn. Con về em bỏ vô đây luôn. Biển số đâu anh? Biển số là 69. Con mình bán cho 26 triệu 600. 600. Rồi. Đó. Con màu đen anh. Màu đen trắng đen này là mình bán cho 25 triệu 500. 25 triệu 500. Biển số đâu anh? Biển số 93. 93. Đó. Con này cũng 69 luôn. Mình bán cho 25 triệu 500 luôn. 25 triệu 500. Đó. Còn con này là 28 khóa cho mất cây. Mình bán cho 30 triệu. 30 triệu. Đó. Rồi, đợi tí mình quay cái biển số cho anh chị và các bạn ha. Quay đi anh em nào mua con nào thì mình alo á. Alo biển số con đó. Ở trên màn hình nha mọi người, 0926 234 345 nha. Đó, số 10 531 78 này. Con này là 30. 30 triệu này. 30 500 triệu. Này. Con này là đời nhiêu ta? Cuối 28. Cuối 28. Xe không mất cây. Con bên này thì biển số 69. Con này là xe 25. Cô chị mình bán cho 25 triệu 500 nghìn. 25 triệu 500. Cái này 215 thì có chìa mình bán cho 25 triệu 500 nghìn. Rồi. Tất nhiên mình nói sẽ có bớt thôi. Khách hàng cái tới mua sẽ có bia thù gà về rửa xe luôn, nhậu luôn. Đây là 217. Xe 27 mình bán cho 26 triệu 600. Rồi. Đây là 213, mình bán cho 20 triệu 500. 20 triệu 500. Rồi tiếp tục mình sẽ giới thiệu Vision luôn, con Vision màu đen này. Vision màu đen nhám, biển 70. Khóa là bất cây. Chạy đúng 13 ngàn luôn. Đó, bữa nay gặp hai con 13 rồi. Con nó có 13 ngàn, con này 13 ngàn, bao tô luôn. Giá nhiêu anh? Con này mình bán cho 26 triệu 600. 26 triệu 600. Đó, khóa là một cây nhá. Rồi. Vario. Vario 150 mình bán cho 39 triệu 500. 39 triệu 500 biển số đâu anh? Biển số 36. 36. Đó, 1828. Rồi, về một cặp SH này, gần Tết rồi anh em nào mà mình muốn mua mình đi á thì mình có thể liên hệ mua á. SH rất là đẹp luôn. Màu xanh. Xanh với bản kỷ niệm này. Bản đẹp lắm. Bản đẹp lắm. Biển số 67. Con này giá nhiêu anh? Con này mình bán 50 triệu 500 nghìn. 50 triệu 500. Nói chung mình nói là 50 triệu mình bán, đúng không? Đi lẻ mình nói 50 triệu mình bán. Rồi, về con này mình bán 38 triệu này. Đó, màu trắng cho mọi người, biển số 67 á, 2015 là bao nhiêu? 35. 38 triệu. 38 triệu. Còn mấy con đó trả góp thì mọi người trả cũng tầm tầm cứ vài ba triệu thôi. Vài ba triệu là nhận hết. Mà nhận xe hết.
Rồi có em Vision bên này nữa nè. À đây Vision 2018 thì có chia. Mình bán cho 22 triệu. À 22 triệu. Đó. Rồi về cặp ly. Cặp ly ly này là 2 ly 214, mình bán cho 19 triệu 500 này. 19 triệu 500. Đó, con này là mình bán cho 28 triệu 700 này, ly 2018 2019 có thông minh này. Ly tiền LED á. Rồi ok. Đó. Còn đây trong này còn mấy con. Nói chung bữa nay bên cửa hàng bán trống hết xe rồi. Nói chung ngày mai mình nhập xe lô xe mới về nữa. AB đầu bò mình bán cho con này đẹp, mình bán cho 14 triệu 800 này. 14 triệu 800. Đó. Biển số đâu anh? Con này biển số 67 anh Giang. 67. Rồi, nô 6. Nô 6 mình bán cho 15 triệu 500 nghìn luôn. 15 triệu 500. Đó, bao rẻ luôn, xe chưa một lần giảm tốt luôn. Xe rồi. Là bao zin đẹp hết. Tiếp tục là Vision nha mọi người. Vision 214. Vision còn hai con mô cũ nữa. Vision 214 con này mình bán cho 14 triệu 500. 14 triệu 500. Màu đỏ đâu? Con này mình bán cho 13 triệu. 13 triệu, biển số đâu anh? Con này biển số 73. 73. Còn đây con lít này. Xe cọp luôn này. Biển số 60 này, mình bán cho 10 triệu 900 này. À, 10 triệu 900. Đó. Xe lít này, FI này. Bao đẹp luôn. Còn Vespa mình bán là 9 triệu 9. Vespa bữa nay 9 triệu 9 hả? 9 triệu luôn, mình bán 9 triệu luôn. 9 triệu luôn. Đó. Ba cái loại đồng đồ đồng hết nãy giờ mình trả hết. Biển số nhiêu ta? Thành phố. 0478 54 à? Ừ. Đó. 9 nút. 9 triệu luôn. 9 triệu luôn. Rồi, còn AB đầu bò bên này. AB đầu bò này là mình bán 14 triệu 500. 14 triệu 500. Biển số 61. Anh chị em thấy đấy, hôm xe chật cứng bây giờ vẫn rảnh nhớ rồi. Trống hết rồi. Bán nhờ anh không? Em bà con ủng hộ cũng bán lai rai. Gần Tết rồi thì anh em nào mua thì mình tranh thủ rút hồ sơ sang tên được bình thường thì các bạn mình cứ yên tâm. Xe thì về liên tục, mình cũng hay cập nhật mọi người về đâu thì bán đó. Rồi nhiều lúc về mình quay lên cho anh em tham khảo số điện thoại thì mình nhắc lại một lần nữa là 0926 234 345 nha. Thì các về số 0967 228 186. Hai số đó các bạn cứ kết nối Zalo số nào cũng được hết á. Zalo, Facebook kết nối số đó sẽ hết. Rồi, thì ok. Chắc là mình sẽ kết thúc clip nha mọi người. Hôm nào có dòng nào về nữa thì mình giới thiệu cho chị và các bạn ha. Mai mình về mấy con mẫu mới nữa, hả? Ừ. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị. AB này cũng về hai con nữa.